Mình tên là Thái Ngọc, mình làm kinh doanh tự do. Mình tập yoga là được đến đây được 1 năm rồi. Cái lý do mà mình tìm đến yoga là khi mà mình hoạt động kinh doanh á, thì mình có rất là nhiều áp lực. Cái thể lực mình cũng yếu nữa, mình không có đủ cái sức khỏe để mà tiếp tục công việc. Thông qua một người bạn mình tìm đến yoga. Lúc đầu á, mình tập luyện mình cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Tại vì cơ thể của mình rất là cứng, có những cái động tác rất là đau, làm cho mình rất là dễ nản. Tập một thời gian á, thì mình lại cảm thấy nó tốt hơn, đỡ hơn. Thật sự bây giờ đối với mình là nghiện tập yoga luôn. Tại vì mình tập một tuần là 6 buổi. Mỗi ngày mình đều phải trích thời gian ra để tập. Nghỉ bất kỳ một buổi nào là bắt đầu cảm thấy trong cơ thể là không có được thoải mái lắm. Trước khi mình tập á, là số cân của mình là 53kg. Sau 6 tháng là mình đã giảm được 7kg rồi. Tốt nhất là mình nên có một chế độ tập luyện và ăn uống một cách hợp lý. Cái đó là tốt cho cái sức khỏe của mình. Vì cái việc phòng bệnh nó sẽ hơn là chữa bệnh. Không những ngoài bệnh ung thư mà tất cả các bệnh khác. Không đợi tới lúc mà mình bệnh rồi mình mới bắt đầu lo nghĩ tới cái sức khỏe của mình.